Hello anh chị, bữa nay em review sơ về cái máy dàn máy xử lý của bên Cao Nguyễn ha. Này tủ điện. Đây là dàn 4 đầu ngang nhưng mà để 3 đầu thôi. 3 đầu trẻ cũng dữ rồi. Giờ 3 đầu thường là nếu máy A thì 8 dao, còn máy B thì 10 dao. Đây là ly tâm 2 của sàn 2. Đây là 2 ly tâm 1. Ly tâm 1 này đập một lần nó không ra thì nó đẩy qua ly tâm 2 à. Là sàn 1 2 con ghê. Cái này nhân là nó tải lên cái con lăn nhân. Hai con ghê nhân của sàn 1 nè. Cái nào nặng quá nó đẩy qua ly tâm, còn cái nhẹ quá gió vỏ để qua bên đây. Rồi cho nó sàn lại nữa. Cái nào mọi nhân đồ nó rớt xuống. Đó. Còn vỏ nó đẩy qua cái phễu này nè. Phễu bự này nè, đẩy ra cái bồn vỏ luôn nè. Lọc sạch lắm. Cái này là con lăn nhân, quay gõ lăn nhân. Nhân này nó lựa ra hàng nguyên, ra hàng nguyên, bể là bể, phế là phế. Cái sàn đập lại nè, sàn đập vỏ lại á, đập cái nhân rớt xuống đây nè. Còn mấy cái nào mà 50 đập không được hoặc là cái điều lép nó rớt lại vô đây. Con này làm sàn hai này này, con lăn hàng hộp. Lăn hộp thì có nhiệm vụ là lựa vỏ, lựa hàng 50 với hàng nhai. Này là hàng nhai nè. Cái nào vỏ nó đã lọt xuống, có hai cái con ghê. Hàng ghê nó thổi bên, nó thổi qua bên cái sàn lặp lại á. Hai motor đôi nè, nó thổi qua cái vỏ, qua cái lặp 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 lại nãy á, cái sàn lặp lại nãy á. Đây là hàng 50 nha. Nói chung là mình review nãy giờ là sương sương về sàn xử lý bên công nguyện nó như vậy thôi.